xe đi đầm nhẹ qua mới test rồi, cặp lốp rất đẹp như này. Bây giờ neo kim thì chạy bốc miễn bàn anh em. Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh và bấm nút like để Quang có thêm nhiều động lực quay thêm nhiều xe hơn, hay hơn và hấp dẫn hơn gửi đến em nha anh em. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Thì thể theo lời yêu cầu của anh em ở video trước thì Quang sẽ test trực tiếp chiếc xe này cho anh em xem nha. Dòng này đi nhẹ tên anh em. Và nó đi số 4 này. Chạy từ trên em cảnh này. Ốc chờ máy này rất đẹp nha mọi người. Xuồng đây. Đi ngoài thì ồn chút nghe nè. Đồ của hơi xe. Cái xe mà thay mới nè, nó mới hơn miếng trăm nè. Chắc xì trong rất đẹp nha nè. Đèn sáng. Lốc nè. Chưa có nổ, chưa khờn nha nè. Quay gọn chân lòm cho anh em xem. Hello, Quang xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha. Thì hôm rồi Quang có quay clip chiếc Fortuner Kim đời 29 này ở trong tiệm á, nó hơi tối. Vậy anh em yêu cầu Quang đem ra ngoài sáng quay chi tiết hơn và rõ hơn cho anh em. Thì hôm nay Quang sẽ làm một clip như vậy nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như nút like để cho Quang có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video mới hay hơn, hấp dẫn hơn gửi đến anh em nha anh em. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chiếc này là chiếc neo kim đời 2009, bánh căm thắng đĩa. Xe này Quang kiểm tra rồi, Quang thấy chắc xe còn khá là đẹp nha mọi người. Khá là đẹp và zin nha. Cả này là còn nè, chưa sơn nè. Bình xăng nè, rất đẹp nha anh em. Về phần bạc lốc thì nhờ chủ xe cố gắng bảo vệ lốc á, bởi vì hầu như là lốc không có bị chạy xước nhiều. Quang sẽ lia máy từ từ cho anh em xem. Ốc chơi máy đây. Cái đạp này hầu như chưa ra đâu nha anh em. Cái ngót à. Bộ thiệu xe. Thúng chân sau còn nè. À, dành trước dành sau là Goshi một cặp nha anh em. HK. Trùng mã luôn nha. Ti phục còn màu nè. Cái ti trong còn vàng. Mà son này ghim chưa có sơn. Ốc tán xe này khá xe lắm, Quang mới xem mà. Đây xe này.
nó không có đen đâu nha, nó vàng vàng ở ngoài nên nhìn thấy nó vàng vàng, nó không có đen thui đâu mọi người. Lạc đầm nè, gin combo gin với nó không có nổ nha anh em, quay vòng cho anh em xem. Dành nè, dành không một ngọt. Vỏ này thì thai gò nhưng mà sâu lắm, còn sâu lắm. Kiểm tra độ sâu cho nên xem. Đó. Ốc tán xe, đá xe, điều xe. Dành HK này nè. Lucy HK 011 nha. Xích 209. Bọc sơn gấp này kia còn ghim chưa sơn mà nó còn rất là liền. Anh em xem. Góp ý của nhiều anh em trước, hôm nay Quang quay chậm thôi. Nhưng mà quay chậm thì có điều thời lượng video sẽ dài, anh em xem mà có ngán thì thông cảm nha. Gắn bao vì lóc với lợi hại nha mọi người. 29 tới giờ mà cặp lóc đặc đẹp. Đầu số 30 đúng 29 luôn, không phải lên đời nha nè. Áo này kích khao liền lạc, không có bị gãy bể đâu. Hay mấy dòng phu neo hơi bể cho nè. Xe này 35 triệu nha anh em. Bây giờ qua không nhớ biết có báo giá chưa nè. Anh em thích thì liên hệ cho Quang số điện thoại 0345 386 505. Địa chỉ tiệm Quang là xe máy Hoàng, quốc lộ 60, khóm 2, thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Tiệm nằm đối diện phòng tài nguyên và môi trường, nằm cạnh bên chi nhánh Mui Phone. Quang đang quay bên hông tiệm á. Demusin da thay mới. Có đèn sáng nha nè. Để Quang quay đầu lòng cho anh em xem. Ốc bé ngót mọi người. Con chân lòng đẹp nha anh em. Anh em xem bên dưới dễ hơn nè. Đây gom máy giữa rồi con chân lòng. Mặt đâm nè, mặt đâm rất đẹp nha, chưa nổ luôn. Chắc xe thì khá ok. Nhìn này, vỏ trước sau ok luôn nha anh em. Về là đi thôi, không có tốn tiền vỏ. HK nè. Chính là đúng là nhìn qua nhìn thấy cái tem đẹp á, bởi vì nhiều anh em ưa chuộng quá trời, nhìn tem thiết kế dài xe. Ok anh em, sẵn trong clip này thì Quang xin thông báo với anh em là chiếc Future X đời 2010 vỏ theo xe một đôi, chiếc mà Quang quay một lượt với chiếc 29 này nè, thì xe hiện tại đã bán rồi nha mọi người. Sẵn đây Quang làm clip thông báo cho anh em biết nha, để nhiều anh em không biết anh em gọi tốn thời gian của anh em nha anh em. Thì cũng rất cảm ơn anh em gần xa đã luôn tin yêu và ủng hộ tiệm cho mọi người. Chiếc này thì vừa lên sóng thì đã bán rồi nha. Còn chiếc Future Neo Sun Kim màu đỏ đời 29 kia thì
Hiện tại hồ sơ đang chờ về, bởi vì vẫn còn nha anh em. Chiếc xe đó cũng rất là nhiều anh em alo cho Quang nha. Xe đó hiện tại Quang đang bán với giá là 35 triệu nha anh em. Anh em có nhu cầu thì alo cho Quang, thì Quang còn bớt xăng nhớt lọc lá cho anh em nha. Rồi, rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video của Quang nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Nhớ bấm cái kênh để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Bye bye.